Gỡ cửa ngày mới hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến một vấn đề đang được dư luận xã hội, các diễn đàn báo chí quan tâm, đề cập bình luận suốt những ngày gần đây, đó là quy định không định xếp nơi công sở. Thưa quý vị, cấp dưới không định vợ lấy lòng lãnh đạo cấp trên vì động cơ không trong sáng, đó là một trong những quy định nằm trong đề án văn hóa công vụ mà Thủ tướng Chính phủ vừa ký phê duyệt mới đây. Thưa quý vị, đề án văn hóa công vụ thì quy định rất nhiều vấn đề như trang phục, những việc nên làm và không nên làm đối với cán bộ công chức. Nhưng quy định không được định bợ, lấy lòng lãnh đạo cấp trên trong đề án lại nhận được sự quan tâm của dư luận hơn cả. Bài viết đăng tải về đề án văn hóa công vụ, tích bài, công chức không được nịnh bợ xếp của báo điện tử VNS Red thu hút hàng ngàn lượt bình luận của độc giả. Nịnh bợ làm sao giám sát, đánh giá? Quan trọng là chế tài phát hiện như thế nào? Cơ quan nào giám sát, phát hiện và xử lý khung pháp lý để xử lý việc này ra sao. Còn trên báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, độc giả cũng có băn khoăn tương tự khi nói về quy định không được nịnh sếp này, như nịnh vợ, không nịnh vợ, lằn tranh quá mong manh, nịnh hay không, lấy cơ sở nào để kết luận. Không thể kiểm soát được như thế đâu, nó khó lắm. Tại vì nó không có một cơ quan nhà nước nào đặt ra để là cơ quan thẩm định có nịnh sếp hay không, nó nó nó, 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 nó mông lung á, cái đấy không hề ai kiểm soát ai được. Đấy, đúng không? Mà uh, theo mình quan trọng nhất là phải là từ trên xuống dưới, Đấy, từ người uh, trên nhất gương mẫu. Muốn uh, nịnh thì người ta sẽ kín chứ người ta không thể đưa ra là trước mặt uh, tất cả mọi người như thế được. Và mình nghĩ là uh, để đạt uh, hiệu quả công việc tốt hơn thì tốt nhất là mọi người thì nên uh, uh, học hỏi để nâng cao cái trình độ của mình để uh, từ đó để làm uh, tốt cái công việc của mình hơn dân lo ngại ai giám sát phân định thế nào giữa khen và nịnh. những câu hỏi đó là à, có cơ sở bởi thực tế chúng ta đã có không ít những quy định khó đi vào cuộc sống khó áp dụng vì quá trừu tượng quá chung chung à, song ở đây cần chú ý đến câu chữ trong đề án mà thủ tướng phê duyệt đó là định bợ chứ không phải là nịnh mà thôi định bợ là cái định có sự vụ lợi và vì thế nó sẽ đi kèm với cả hành vi tham nhũng hiểu như vậy để thấy muốn đánh giá giám sát hiện tượng định bợ cấp trên hay không, có thể nhìn qua hậu quả mà nó gây ra. Đó là những hành vi gây thất thoát tài sản nhà nước hay lợi dụng tài sản nhà nước cho những mục đích cá nhân. Năm 2011, dư luận từng bày tỏ bức xúc trước thông tin đăng tải trên báo chí về việc cán bộ một sở ngành của Thanh Hóa nghỉ việc để lo đám cưới cho con gái của lãnh đạo. Có cả bản phân công nhiệm vụ cho cán bộ nhân viên chuẩn bị từ việc dựng rạp, trong xe đến tiếp khách trong nhiều ngày liền. Đây có thể xem là một ví dụ tiêu biểu cho văn hóa nịnh sếp nơi công vụ ở nước ta. Người làm trong bộ máy công quyền đấy thì họ phải xác định một cái điều khẳng định là họ mang cái tài đức để phục vụ quốc gia, để phục vụ dân tộc và cộng đồng chứ không phải là cái nơi để họ kinh doanh, để vinh thân phì ra, để hưởng lợi từ cái cái vị trí đó. Và nếu mà họ xác định được như vậy đấy thì họ sẽ có được một cái thái độ ứng xử ờ uh, như chúng ta vẫn nói chuẩn mực hơn. Đấy là kính trên và nhường dưới. Như vậy điều quan trọng nhất không phải là chống kẻ nịnh mà là nên chống lại những kẻ thích nịnh. Để làm được điều này thì cần có sự chung tay, đồng lòng của mọi cán bộ, công chức, viên chức phải không anh Khắc Trí? Dân, đúng vậy. Tuy nhiên theo tôi thì thay vì gọi là quy định thì chúng ta hãy xem đề án văn hóa công vụ mà Thủ tướng vừa phê duyệt như một lời kêu gọi chung tay đẩy lùi thói nịnh bợ, ngăn chặn biểu hiện suy thoái, thích được đề cao ca ngợi ở một bộ phận lãnh đạo cấp trên nhằm góp phần xây dựng một nền văn hóa công sở lành mạnh, xem trọng chuyên môn nghiệp vụ.